Tu hành tinh tấn rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đồng tu, anh chia sẻ là thưa sư phụ kính yêu, cứ mỗi lần con gặp sư phụ thì con lại có một điều kỳ diệu. Lần trước sau khi gặp sư phụ xong, con tọa thiền thấy hai con rồng trắng xuất hiện từ trên trời xuống ngang tầm mắt. Hai vị rồng này trắng và trong như pha lê. Khi con tiếp tục thiền thì họ lại đứng trước mặt. Sau đó thì hóa thân của sư phụ xuất hiện dạy dỗ cho con. Lần này trước 2 ngày khi vào thiền thất, con ngồi thiền thấy ánh sáng xuất hiện và toàn hình là muôn ngàn trái tim bay ra. Sau đó là biểu tượng của SM bay ra rất nhiều. Thưa sư phụ, điều đó có phải là báo hiệu cho một điều lành và kỳ diệu gì cho con? Cũng như là các đồng tu đến tham dự kỳ thiền thất bế quan này hay không ạ? Sư phụ, dĩ nhiên là điềm lành chứ, tức là thấy rõ ràng mà cũng không cần phải giải gì nữa. Những cái hiệu của SM ra nhiều, tức là mình làm việc càng ngày càng được cởi mở hơn, được thông suốt hơn, không có bị chướng ngại, hiểu chưa? Thì đồng tu tu hành cũng được tiến bộ nhiều hơn, vậy đó, tức là hồ hởi đó. Rồi, đồng chí về nghỉ đi, cảm ơn nha. Đồng tu chia sẻ là khi con tập trung vào mắt trí huệ thì từ đại điện phát ra một luồng ánh sáng rất mạnh và sau đó thì con tiếp tục tập trung. Thì từ cái nguồn sáng này sư phụ đi ra rồi mỉm cười với con. Sau đó sư phụ đi thẳng vào mắt trí huệ của con. Lúc đó mắt con tự động mở ra. Khi đó con nhìn xung quanh đạo tràng thì con cũng thấy có 1 đến 3 người cũng phát ra ánh sáng ạ. Câu hỏi của con là khi con còn phục vụ ở Lovenhut, ngày đó con ngồi thiền một mình thì con thấy rất là nhiều người vô hình đang ngồi thiền với con. Linh hồn của họ rất là sáng và họ đi lại rất là trật tự thưa sư phụ. Họ không làm con sợ. Khi con nghĩ là con muốn đi ngủ thì họ lại nhẹ nhàng đi ra. Con muốn hỏi là họ từ đâu đến và tại sao họ lại ngồi thiền cùng con. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, bạn bè với nhau, hỏi gì nữa? Người ta đến để mà người ta ủng hộ cho cô. Biết rồi, khổ lắm, hỏi mãi. Tại sao nhiều người như vậy mà chỉ có 2 3 người phát quang thôi? Tệ quá. Thôi được rồi, về ngồi thêm. Con xin được kể thể nghiệm là cha của con theo đạo Thiên Chúa. Con 2 lần thấy sư phụ là Chúa Giêsu ạ. Sư phụ ngồi giữa không trung và có hào quang lớn bao quanh ngài. Bên phải của ngài là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, bên trái thì có 1 vị Phật. Dưới chân sư phụ là các vị chư Phật ngồi rất là trang nghiêm, có Chúa Giêsu, Khổng Tử, Lão Tử nữa thưa sư phụ. Rồi con thấy ngài hiện thân là mẹ Diêu Trì Kim Mẫu đứng trên núi hào quang sáng chói ạ. Dạ hết thưa sư phụ. Đồng tu, dạ thể nghiệm là năm 2018 khi con đến đạo tràng Tây Hồ thì vị thổ địa ở đó có chào con. Rồi khi con ngồi thiền, bỗng nhiên con thấy như là từ trên cao nhìn xuống, tất cả các đồng tu đều có 1 cái ánh sáng vàng nhỏ rồi hòa thành 1 đóa sen hồng. Ngày hôm sau sư phụ lại cho chúng con món quà. Lần này con đến vùng đất mới thì cũng có 2 vị thần ra chào con. Khi con thiền, con thấy 2 cổng thiên đàng, 1 cổng hình ống và 1 cổng hình tháp to lớn vĩ đại. Thì lúc đó con hiểu rằng vị thần chào con chính là 2 vị thần canh gác 2 cái cổng thiên đàng này. Một lần thiền khác, con cũng thấy như từ trên cao nhìn xuống tất cả đồng tu đều có ánh sáng vàng rực rỡ. Lần này không phải là đốm sáng vàng nhỏ nữa, mà là 1 khối thật là lớn. Con hiểu rằng sư phụ đã nâng chúng con lên. Chúng con xin cảm tạ sư phụ. Sư phụ, người nhà khỏi cảm ơn, không có chi. Còn gì nữa không cưng? Dạ, thể nghiệm cuối cùng ạ, của đồng tu đến từ Hoa Kỳ. Thôi về ngồi nghỉ đi cô, cảm ơn nha. Tu hành giỏi, đến mà có thần ra chào, cũng là ghê lắm, cũng gồng lắm đó. Thôi chúc mừng ha. Đồng tu, thể nghiệm thứ nhất là bên trong của con thấy vầng hào quang và ánh sáng cực mạnh từ đôi mắt của ngài. Thể nghiệm này con đã kể với sư phụ gần 30 năm trước. Lúc đó khi con ngồi thiền, con thấy ánh sáng trắng chói lóa,
nhưng luôn ngại khi nhìn thẳng vào đó. Trong cái khóa tu đầu tiên ở Bình Đông, con đã nhìn thấy ánh sáng này một lần nữa. Nhưng con tự nhủ, mình cứ nhìn thẳng vào ánh sáng, nếu như mà mình bị mù vậy thì đã sao? Lúc đó thì con đi xuyên qua cái luồng ánh sáng này và thấy sư phụ với một luồng sáng vàng lớn tuyệt đẹp, đơn thuần, thanh khiết. Có rất nhiều tia sáng trắng phát ra chuyển động không ngừng từ đầu của ngài. Và bên trên là vầng hào quang hoàng kim. Thí nghiệm thứ hai là con nhìn thấy ngài trong ánh sáng trắng, trong hình dạng Quán Thế Âm Bồ Tát, với một quầng sáng vàng dày như lửa bao quanh toàn bộ thân thể của ngài. Con cũng tự nhủ bản thân hãy cứ nhìn thẳng vào ánh sáng màu trắng. Rồi từ trung tâm cơ thể của sư phụ, trái tim của ngài tỏa ra một ánh sáng vàng rất là lớn về phía con. Con chìm vào trong ánh sáng, con nhìn xung quanh thì tất cả đều vàng rực. Thể nghiệm thứ ba là khi con đi đến một trong những cõi thiên đàng thì con thấy sư phụ đang thuyết pháp trước rất là đông người. Khi kết thúc bài thuyết pháp, ngài tỏa ra một luồng sáng màu vàng khổng lồ và bên ngoài là một quầng sáng màu tím nữa. Rồi sư phụ nhìn vào con và nói bằng tiếng Âu Lạc Việt Nam rằng chỉ có Quán Âm mới có vầng hào quang này. Thì con không biết rằng chỉ có Quán Âm Bồ Tát mới có quầng hào quang này, hay là chỉ có người tu pháp môn Quán Âm mới có điều này. Lúc đó ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu con là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thể nghiệm cuối cùng là khi con nhìn thấy ánh sáng trắng đặc như hàng tỷ mặt trời chiếu vào mắt ngài. Nếu mà sư phụ cho phép thì con xin tiếp tục chia sẻ toàn bộ cái thể nghiệm này. Con xin cảm ơn sư phụ vô vàn kính yêu. Đồng tu, và cái thể nghiệm nó như vậy, sư phụ. Thì con tới một cái chỗ thuyết pháp gì đó, rồi con thấy một vị minh sư Ấn Độ. Thuyết xong rồi, vị minh sư đó được người ta nâng lên cái kiệu, rồi có bốn người khiêng, mà cái kiệu đó màu vàng kim, màu vàng hết trơn. Con nhìn con thấy sao mà cái vị này giống, hình như quen ở đâu đó rồi đó. Rồi con cứ đi xuyên qua đám đông, cái con nhảy lên cái kiệu đó, rồi lát nữa con quay lại, con thấy vị minh sư đó hóa thành sư phụ. Rồi lát nữa con quay, con nhìn thấy bốn vị mà khiêng cái kiệu đó tự nhiên họ biến mất. Rồi cái kiệu đó tự nhiên nó cũng lơ lửng. Không có người khiêng mà nó cũng vậy đó. Rồi nó tiếp tục, nó bay ra khỏi cái nhà lầu đó luôn. Rồi con nhìn xuống thì con thấy nhà cửa, nhà lầu ở dưới này đầy hết trơn. Rồi cái kiệu đó nó vẫn tiếp tục bay, nó bay ra khỏi tới không gian. Rồi con thấy mấy ngôi sao, mấy trời trăng vậy đó. Rồi tiếp tục đi hoài đến cái vùng đó nó đen thật là đen. Một chút ánh sáng cũng không thấy nữa. Một hạt bụi ánh sáng cũng không thấy nữa. Rồi con quay lại thì con thấy sư phụ biến ra thành một bà lão rất là già. Già đến nỗi mà những cái nếp nhăn của bà rất là sâu. Mà con chưa bao giờ thấy một vị nào mà già đến, già nhăn đến kiểu như vậy. Ôi trời ơi. Rồi con thấy cái mắt của sư phụ không có cái tròng đen, mà nó trắng hết trơn, giống như là nó đầy ánh sáng hết trơn đó sư phụ. Rồi con hơi sợ, tại vì thấy nó lạ quá, chỉ một sát na đó thôi. Tại vì khuôn mặt của cái vị đó rất là hiền, làm cho con cảm thấy dễ chịu nên con không có sợ nữa. Rồi con nhìn xung quanh cái chiếc kiệu hồi nãy, nó biến thành một chiếc thuyền nhỏ bé đơn sơ thôi sư phụ, rất là cũ kỹ, tại vì ở đó không có ánh sáng. Con thấy chiếc tàu đó tại vì nhờ có ánh sáng từ mắt của sư phụ. Khi con nhìn sư phụ đó thì tự nhiên trong mắt của sư phụ chiếu ra hai luồng hào quang rất là cực sáng. Mà mỗi luồng hào quang như vậy đó, nó sáng đến nỗi mà giống như tờ giấy trắng vậy sư phụ. Mà nó giống như là có ngôi sao mà nó gom lại như vậy đó. Con thấy được chiếc tàu đó tại vì nhờ ánh sáng đó. Rồi con mới quay lại con hỏi vị đó. Trong lúc đó thì con thấy con cầm cái sợi dây, mà cái sợi dây đó nó cột dính với cái đầu mũi thuyền. Cái vị đó nói là tùy. Vậy thôi, là con nghe đó xong con thả cái sợi dây ra. Thì lúc con thả cái sợi dây đó ra, rồi tự nhiên cái thuyền nó rã ra từng mảnh. Tại ở đó không có một vật gì hết trơn, làm cho con cảm giác như là rơi vào một cái không gian
hay là một cái hố sâu vậy đó. Rồi con sợ hãi, rồi con kêu, sư phụ ơi, cứu con sư phụ. Một hay hai ba lần gì đó, rồi con quay lại con thấy sư phụ hóa ra thành một vị đó, người Phi Châu. Không có phải da đen lắm mà da ngăm ngăm đen thôi. Thì lúc mà con xả thiền xong, con không biết gọi tên của vị đó là gì. Con tạm thời đặt cái tên của vị đó là Hắc Mẫu. Con thấy dù cho mà vũ trụ có già có bao nhiêu tuổi đi nữa, không bằng cái tuổi của vị lão đó, nên con tự tạm thời đặt tên của vị đó là mẹ của vũ trụ. Khi mà con kêu cầu cứu sư phụ như vậy, thì sư phụ hóa thành vị người Phi Châu đó, người đàn bà Phi Châu đó. Thì người bay tới rồi nắm tay con bay tới một vùng đất đó, rồi sau đó thì nó còn nữa, nhưng mà hơi giống như là về riêng tư đó sư phụ, thì cho con tạm dừng ở đây. Sư phụ, tu hành có tiến bộ, tu hành có tiến bộ, mấy chục năm mới được có một cái thể nghiệm dài dòng như vậy hả? Thường thường trả một cái là hết liền phải không? Thường thường chúng ta trả một lần là hết liền phải không? Rồi, còn nữa không? Dạ hết rồi thưa sư phụ. Hết rồi. Dạ. Đỡ quá, được rồi, cảm ơn quý vị. Tu hành giỏi như vậy, sư phụ rất là hãnh diện và rất là vui sướng. Không cần cho quà, cho cáp, cho tiền, cho bạc, gì cho tôi hết. Tu hành giỏi, tiến bộ là món quà rất là quý báu cho sư phụ. Có bấy nhiêu đó thôi. Tu hành giỏi, cái gì cũng qua hết đó, hiểu chưa? Sư phụ gánh rất nhiều nghiệp chướng mà rồi rốt cuộc nó cũng qua. Huống chi quý vị có một mình, nghiệp chướng của mình hoặc là gia đình, một nhóm người thôi. Năm sáu đời thì sư phụ giúp, năm sáu đời của tổ tiên thì sư phụ đã giúp rồi. Còn quý vị chỉ gánh cái nghiệp chướng của mình trong cõi đời này thôi, hết rồi trả xong là đi. Kéo thêm gia đình, con cái, bạn bè cũng đi thêm nữa. Như vậy cũng không có gì khó khăn lắm, nhưng mà làm việc nhiều thì mệt mà. Nhiều khi thân thể nó mệt đó. Làm thân người khó đặng, mà tu hành cũng bị cái thân người đó mà làm cho khó khăn thêm. Chứ nếu không có thân người thì không tu hành được nhiều, mà có thân người thì cũng bị chướng ngại. Thân người bên trong nó có rất nhiều cơ quan và có những sự áp lực vô hình nữa. Nó đã tạo sẵn ở trong thân thể của mình rồi, cho nên nam nữ lớn lên tự nhiên bị nó hành hạ, bị nó sai khiến, nhiều khi không kềm chế được, thành ra khó khăn như vậy đó. Rồi ăn chay nữa, xã hội hồi xưa tới bây giờ ít người ăn chay, thành ra mình ăn chay cũng hơi khó khăn. Nhiều khi ăn nhầm, ăn lộn cũng có nữa, làm cho chướng ngại sự tu hành của mình nữa và thân thể của mình nữa. Cái xã hội này rất là khó khăn, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, càng ngày càng dễ dãi, càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng hồ hởi. Sư phụ rất là hạnh phúc, rất là mừng cho nước Âu Lạc, vô cùng mừng. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị tu hành giỏi thì đất nước sẽ càng sung túc hơn, hạnh phúc hơn. Cũng nhờ quý vị, sư phụ một mình đâu có làm hết mọi chuyện được. Sư phụ, có người nào không có quà không? Giơ tay lên coi. Ôi trời ơi, đi đâu mà hồi đó tới giờ không lấy quà tôi, để cho mấy người kia lấy hết. Ok, được rồi, sư phụ chỉ cho, nhưng mà không được nói với ai hết, hiểu chưa? Không được nói với tôi luôn đó, hiểu không? Sư phụ nói cho một vài lần thôi, rồi sau đó... Chưa, chưa, sư phụ nói cho một ít lần thôi, rồi một lát nếu mà quên thì hỏi lại. Những vị họ tổ chức, họ đưa lên những chỗ nào đó, đặng mình đọc lại. Tức là họ nhắc lại cho mình nhớ. Tới khi mình nhớ thôi. Nhớ cho tới khi ngày nào cũng phải niệm. Niệm 5 câu với lại món quà chung. 5 câu rồi món quà, rồi 5 câu rồi món quà. Thì dù mình có bị đọa lạc tới đâu, cũng không bị đau khổ. Nhưng mà đừng có bị đọa lạc nghe không? Đọa lạc rồi tôi không có trở lại đâu. Kỳ này tôi muốn đi luôn cho rồi. Mệt quá, nghỉ, về nghỉ phép. Về nghỉ phép một vài triệu năm rồi tính sao. Người trần gian khó dạy quá đi. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Formosa.